Hôm nay 6 tháng 7 nhằm ngày 16 tháng 5 năm Canh Tý, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 320 Đức lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Đức lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là người đã đi vào lịch sử của đất Sài Gòn gia đình xưa, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Ông là người có công lớn trong sự nghiệp mở cõi và xác lập chủ quyền quốc gia ở vùng đất phương Nam. Trong sáng nay, lãnh đạo và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng đông đảo du khách đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ đối với Đức lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại đền thờ nằm trong công viên lịch sử văn hóa dân tộc tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Đức lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, sinh năm 1650, mất năm 1700, là vị danh tướng nhà Nguyễn đã lập Gia Định phủ, dựng Dinh Phiên Trấn, tức Sài Gòn Gia Định xưa, nay là thành phố Hồ Chí Minh và cả miền Đông Nam Bộ. Nguyễn Hữu Cảnh là người có công lớn trong việc mở rộng bờ cõi, là bậc tiền nhân hết lòng vì nước, vì dân, góp phần xác định chủ quyền, khẳng định sự hiện diện và trường tồn của người Việt ở vùng đất phương Nam.